Xin chào các bạn Hôm nay ngày 22 tháng 9 năm 2022 Hai chiếc lò chiên không dầu 15 lít Phân khúc cao cấp Gửi về cho hai vị khách hàng Và trước khi gửi đi thì như thông lệ Thành được sẽ test lại Chức năng của máy cũng như là phụ kiện Để tránh cái việc lỗi sản xuất Hoặc là thiếu phụ kiện Đổi đi đổi lại Thì cái video này Vừa là một video kỷ niệm Và cũng là một video coi như là một giấy bảo hành online để minh chứng cái sự uy tín về công việc và chất lượng sản phẩm bên thành được cũng như cái trách nhiệm sau này với những cái sản phẩm nếu có lỗi hoặc chế độ bảo hành và thành được cam kết sau hết bảo hành vẫn hỗ trợ mọi người sửa chữa thay thế linh kiện chọn đời sản phẩm thì trước mắt các bạn là hai chiếc lò chiên không dầu 15 lít phân khúc cao cấp đến từ hai thương hiệu một thương hiệu Capen, thương hiệu đến từ nước Đức và thương hiệu Kipo, thương hiệu đến từ đất nước Hàn Quốc. Thì cả hai thương hiệu này nhà máy sản xuất sẽ được sản xuất bên Trung Quốc và chất lượng thì nó sẽ đảm bảo theo tiêu chuẩn của hãng. Chiếc bên trái màn ảnh của các bạn là chiếc lò chiên không dầu Capen dung tích 15 lít. À model K15 hàng xuất châu Âu đủ 9 món phụ kiện Ngày hôm nay ngày 22 tháng 9 năm 2022 Gửi về cho anh Đức Trinh Địa chỉ ngõ 328 Phường Thanh Xuân Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội Và chiếc lò trên không dầu carbon bản 15 cộng Lô hàng xuất EU châu Âu này Thành được cam kết bảo hành chính hãng cho anh 24 tháng Nó sản xuất 1 đổi 1 trong 7 ngày Và hỗ trợ tư vấn sử dụng qua Zalo Video Call 097 280 2081 thì Capen thị trường nó có hai bản là một bản xuất hàng xuất về Việt Nam và một cái bản nữa là xuất về châu Âu đạt tiêu chuẩn xuất thị trường EU thì các bản xuất vào thị trường EU thì nó sẽ có 9 phụ kiện và có tổng cộng là 5 con ốc đi kèm 9 phụ kiện và 5 con ốc đi kèm mặt của lồi không có tem tiếng Việt còn bản ở Việt Nam thì trước mặt của lồi này nó sẽ có một cái tem dán chữ tiếng Việt à và chỉ có hai con ốc đi kèm phụ kiện sẽ thiếu mất một bộ à, xiên nướng thịt và một vỉ inox mắt bao để mọi người phân biệt được capen hiện trên thị trường đang có hai bản do đó sẽ có sự chênh lệch về giá cũng như chất lượng và cái phụ kiện chiếc lò chiên không dầu bên phía tay phải của các bạn là chiếc kipo thương hiệu hàn quốc model kp af 657 bảo hành chính hãng 12 tháng và trong buổi chiều ngày hôm nay 22 tháng 9 năm 2022 gửi về cho chị Kiên Ngọc Nga, địa chỉ ấp Dọ Say, Ngũ Lạc, Duyên Hải, Trà Vinh. Và chiếc nó trên không dầu Kipo AF657 này hàng được bảo hành cho chị chính hãng 12 tháng, lỗi sản xuất 1 đổi 1 trong 7 ngày. Và hết bảo hành, thành được vẫn cam kết hỗ trợ sửa chữa thay thế linh kiện chọn đời sản phẩm. Như thông lệ thì tất cả các sản phẩm bên thành được trước khi gửi đi sẽ đều được test lại máy để kiểm tra tất cả các chức năng cũng như là phụ kiện đi kèm. Và sau đó khi test xong sẽ được dán tem bảo hành cùng với tem của nhà sản xuất. Đầu tiên là chiếc capen bản xuất EU, phụ kiện 9 món. Chúng ta sẽ nhìn thấy này, vỏ iLock. E Lòng nồi iLock e và phụ kiện sẽ có 9 món đi kèm iLock. E phụ kiện đầu tiên là một lồng quay 360 độ. Dùng để rang lạc, chiên khoai, nổ bỏng ngô Các loại hạt, ngũ cốc, vân v Một tay dụng cụ giữ khoảng cách giữa máy và tường Cái tay này chúng ta sẽ lắp sau máy Để cho máy nó có khoảng cách tối thiểu nhất Là cách tường khoảng 10cm Và nếu như các bạn mà để Ở khoảng cách tốt nhất Chúng ta lên để từ 15 đến 20cm Thì máy nó sẽ có cái lưu lượng làm mát tốt hơn Một tay dụng cụ lấy đồ để tránh bị bỏng Một bộ trục xiên nướng thịt bbq rau củ quả à, gồm hai vỉ inox và 10 cái thanh xiên nướng để chúng ta có thể à, xiên nướng thịt này làm à, xiên nướng thịt chả để ăn bún ăn đậu vân vân rất là tiện lợi rau củ quả khoai ngô một bộ trục quay gà vịt nguyên con chúng ta sẽ có một cái trục và hai cái ghim bộ trục này chúng ta sẽ, sẽ, sẽ sử dụng chung trên cái à, lồng quay và trên cả cái trục à, xiên nướng rau thịt kia nữa một khay hứng dầu và điểm đặc biệt nữa là của của Capen bản xuất châu Âu thì chúng ta sẽ có đến 5 con ốc đủ phụ kiện cho cái bộ trục quay 360 độ điều duy nhất mà các cái hãng lò trên không dầu cao cấp tại Việt Nam chỉ có Capen là bản đủ 5 con ốc phụ kiện phía trong nòng nồi thì chúng ta sẽ có nó sẽ mở máy lên bật đèn ba cái vỉ chiên một vỉ chiên mắt mau dùng để sấy hoa quả làm bánh vân vân một vỉ chiên sâu lòng vỉ chiên này có thể à, sử dụng các cái món ăn dùng đảo hoặc là làm à, thịt heo lổ giòn bì và một cái vỉ chiên thanh lốc dày ở trên vì trên thanh inox dày chúng ta có thể nướng được hai con gà hai cân rưỡi và như các bạn thấy thì nòng nồi của Capen là inox trắng inox xước phía trên có mâm nhiệt xoắn có bóng đèn chiếu sáng và phía dưới sẽ có thêm hai thanh nhiệt hai thanh nhiệt kép bổ trợ chúng ta sẽ nhìn thấy phía bên, bên trong có hai thanh nhiệt kép để giúp khi chiên nướng hạn chế phải lật và với các bạn mà chuyên về chuyên sâu về làm bánh thì hai thanh niếng phía dưới này bổ trợ rất là nhiều cho các cái món ăn vừa làm bánh hoặc là xấy hoa quả khô làm bò khô gà khô lướng cá mực cá chỉ vàng vân vân cánh cửa thì chúng ta sẽ có ba lớp chống dây vỡ và cái phần lòng phía trong và phía ngoài của lò nó sẽ có một khoảng cách các các cái lòng lò nó trên không dầu cao cấp đều vậy để tránh bị bỏng để so với các cái lò lướng và duy nhất đến thời điểm hiện tại ở thị trường Việt Nam thì tất cả các dòng lò trên không dầu phân khúc cao cấp chỉ có hãng Capen duy nhất hãng Capen và chỉ có Capen là lòng nồi y lốc chuẩn 304 100% tinh khiết chúng ta bắt 500 không bắt còn các hãng còn lại khi các bạn cho à, cho 500 vào lòng nồi thì lòng nồi vẫn bắt à, Capen thì bảng điều khiển sẽ có 16 chức năng cả đặt sẵn và 8 phím cảm ứng một chạm hồn nhiệt độ thời gian đèn à, chế độ tùy chỉnh nguồn nhiệt phía trên, nguồn nhiệt phía dưới, trục quay 360 độ và chế độ định giờ trước khi nấu để cái lúm bật tắt của capen và cái điều chỉnh bán cơ này thì hãng đã mạ chrome Đó Nên lên nhìn cái bảng điều khiển nó sẽ sáng hơn so với một số các cái hãng khác họ để màu đen bật nồi ta sẽ ấn on up chọn chế độ bằng cách là xoay Đây, gà này hoa quả cá làm bánh sấy khô bò bít tết lướng cá sấy hoa giấy rau củ vân vân à, Pizza, làm bánh cookie sẽ có 16 chế độ cả đặt sẵn và khi các bạn chọn cái thời gian và nhiệt độ theo kèm công thức món ăn của mình ấy, thì chúng ta sẽ chọn ở chế độ là à, tùy chỉnh chữ mờ này ấn vào tùy chỉnh và sau đó ấn vào nhiệt độ tem xoay lúm để chọn nhiệt độ nhiệt độ của ca thì khá là rộng, à, nhiệt độ sấy hoa quả à, ủ men bánh sẽ là từ 40 độ và nhiệt độ cả đặt trung bình sẽ là từ 50 độ cho đến 220 độ C. Các cái nồi à, nồi trên thông dầu thường chỉ lên đến 200 độ C thôi. Với nhiệt độ cao như vậy thì chúng ta làm các cái món chiên rán nó sẽ rất là ngon và nhiệt độ thấp thì chúng ta có thể ủ được men bánh sữa chua vân vân, sấy hoa quả. À, thời gian cũng vậy, sẽ ấn vào thời gian và đèn sẽ nhấp nháy mà chúng ta sẽ điều chỉnh cái thời gian. À, chế độ bật chụp quay 360 và sau khi đã chọn được cái chế độ thời gian, mọi thứ, nhiệt độ như ý muốn thì các bạn sẽ ấn thêm một lần nữa là on up và lồi sẽ bắt đầu hoạt động và khi lồi hoạt động thì cái hai chấm ở giữa cái thời gian này sẽ nhấp nháy thằng được dí sát máy để mọi người cảm nhận cái độ ồn của máy máy chạy khá là êm ái à, so với các cái dòng cùng phân khúc Và sau khi đã kiểm tra xong của chiếc Capen thì chúng ta sẽ chuyển sang cái chiếc của Kipo Kipo thì vỏ cũng y lấp Phụ kiện cũng chín món y lớp. Chiếc Kipo này gửi về cho chị Nga ở Trà Vinh Và phụ kiện của lồi cũng gồm có 9 món giống capen. À, Một nồng quay 360 độ một tay giữ khoảng cách giữa máy và tường và khi mà chị về chị để máy cách xa tường khoảng độ 15 đến 20 cm thì chúng ta cũng không cần thiết phải cái lắp tay này. Nó sẽ gây một cái rất là khó chịu vướng víu. Chúng ta giữ khoảng cách máy cách tường tốt nhất là ở khoảng 15 cm để cho máy nó thoát được cái nhiệt nóng làm mát linh kiện bên trong. À, một tay dụng cụ lấy đồ, một bộ chụp quay xiên thịt rau củ quả à, thì cũng có hai cái vỉ inox e để lắp 10 cái thanh xiên này. Một bộ trục quay gà vịt nguyên con Một trục và hai gim, Một khay hứng dầu Và bốn con ốc Thì à, Kibo cũng khá là nhiều ốc Họ cho đến bốn con ốc Và phía trong nòng nồi Thì chúng ta cũng sẽ có ba cái vỉ chiên Giống như Kibo Đấy, Một vỉ chiên Thanh như ốc dày à, Một vỉ chiên sâu lòng Và một vỉ chiên mắt mau lòng nồi của Kibo cũng là inox mâm nhiệt thì đây là mâm nhiệt xoắn phía trên và phía dưới thì sẽ không có hai thanh nhiệt đốt kép à, nó có hai thanh nhiệt kép phía dưới thì sẽ có cái một cái ưu điểm và nó cũng sẽ có một cái nhược điểm nên mà so sánh với nhau ưu điểm thì nó sẽ các cái món ăn thì hạn chế phải chiên nật và cái nhược điểm của nó thì chúng ta sẽ khó vệ sinh hơn và khi đun nướng thì khi dầu mỡ nó chảy xuống nó cũng sẽ tạo ra một chút khói đó là cái nhược điểm của cái thanh nhiệt còn về hai chiếc này thì đều là 15 lít Công suất của Capen là 1.700W và của Kibo Công suất là 1.800W Capen bảo hành chính hãng 25 và Kibo bảo hành 12 tháng à, Phụ kiện đã kiểm tra xong thì chúng ta sẽ, sẽ kiểm tra đến cái phần chức năng của chiếc lồi Kibo này Kibo thì sẽ có 8 chức năng cài đặt sẵn và 5 cái phím cảm ứng một chạm cùng với một cái loop à, xoay bán cơ để điều khiển các cái chế độ và chọn chức năng. Kibo thì bảng led rất là to Chữ to Có hình minh họa Và cả tiếng Việt phía dưới Thịt cá, gà, pizza, sấy khô, thịt xiên 8 chức năng cài đặt sẵn Thì so với các chúng ta sẽ ít hơn Ít hơn là 8 chức năng Và cái nhiệt độ phân giải của Kibo cũng khá là rộng Từ 40 độ lên đến 230 độ C Điều mà hiện nay trên thị trường rất ít cái loại nò chiên không dầu và lồi chiên không dầu làm được và cũng như với Ben thì chúng ta để điều chỉnh được nhiệt độ và thời gian theo ý muốn thì chúng ta sẽ chọn cái chế độ tùy chỉnh luôn luôn chúng ta sẽ chọn ở chế độ tùy chỉnh để chọn nhiệt độ và thời gian theo ý muốn à, sau đó chọn nhiệt độ bấm vào phút nhiệt độ và đèn sẽ nhấp nháy này chúng ta sẽ xoay lúm để chọn 230 độ C là nhiệt độ cao nhất của kibo thấp nhất là 40 độ C và phía bên cạnh là thời gian chúng ta sẽ bấm vào thời gian đèn sẽ sáng và thời gian sẽ nhấp nháy hẹn giờ 2 tiếng Sau khi chọn được uh, nhiệt độ và thời gian thì chúng ta sẽ ấn trục quay 360 độ nếu mà các bạn sử dụng cái lồng quay. Và sau đó thì sẽ ấn thêm một lượt nữa vào cái nút mút, uh, tam giác hai chấm này. Và khi nồi chạy thì cái đèn phía dưới thời gian này cũng sẽ nhấp nháy giống như với Kibo và tất cả các hãng uh, lồi chiên nồi trên không dầu điện tử. Kibo thì chạy cũng khá là êm, hai chiếc uh, lồi này chạy khá là êm. Để được đánh giá rất là cao và cái bảng điều khiển cố định ở trên mặt này thì nó sẽ bền hơn các cái dòng bảng điều khiển gắn là cánh cửa như của olivo hay là canisen hoặc là Kalai. họ thiết kế cái bảng điều khiển ở phía trên cánh cửa họ rất là bất tiện khi các bạn cứ đóng ra đóng vào như cái này mà các bạn điều khiển nó lại trên cánh cửa như cái này như các của các hãng olivo mới cả canisen lock and lock và Kalai, họ thiết kế như vậy nó rất là bất tiện cái bảng điều khiển trên cánh cửa này thì nó sẽ có một cái dây cáp ở phía dưới và cứ mỗi lần đóng ra đóng vào thì nó sẽ bị đứt dây cáp đó là chưa kể đến nếu như chúng ta đưa thức ăn vào cái nước và cái dầu mỡ nó chảy xuống cái rãnh phía dưới nó sẽ gây ra chập cháy cái dây cáp và một cái điểm nữa mà khi sử dụng à, lò trên thông dầu lò trên không dầu ấy ở cái bảng điện tử ấy thì à, ở cánh cửa này nó sẽ không có cánh quạt để mà làm mát được cái bảng điều khiển các cái bo mạch các cái linh kiện và con chip như các cái dòng cố định này của KB này mặt điều khiển cố định ở phía trên này hay của Kibo cũng vậy này hay của hai gút cũng thế à, cái mặt điều khiển là cố định ở đây thì cái phía trên nóc này ở phía trên nóc này cả hai chiếc này nó sẽ có một cái cánh quạt nó làm mát cái uh, nó xoay tròn thì như thế này để nó làm mát cái bảng điều khiển cái bảng điều khiển linh kiện phía trong có chip có bo mạch bo nguồn chứ còn cái dòng mờ gắn là cánh cửa như của Olivo hay là Kalai, Kalisen hoặc một số hãng khác mà họ gắn ở cánh cửa như thế này này thì không có cánh quạt để làm mát và lại dây cáp ở phía dưới đóng và đóng vào sẽ ảnh hưởng đến độ bền của tuổi thọ chiếc lồi. Các bạn cân đối cân nhắc những gì mà thành được tư vấn khám khảo. Còn để về nói về góc độ là à, lò chiên không dầu nó khác với lồi chiên không dầu và lò nướng ở điểm gì thì thành được cũng sẽ phân tích luôn cho mọi người trong cái video này. Thành được nói khá là nhiều rồi nó nó nướng lò chiên không dầu và lò chiên không dầu nguyên tắc hoạt động chung là đều sử dụng cái nguyên tắc đốt khí nóng cái không khí nóng sẽ làm chín thức thực phẩm à, sự khác biệt giữa cái lò chiên và lò chiên cùng với lò nướng là lò nướng thì dung tích sẽ lớn nhưng không thể đa năng được như lò chiên không thể chiên gián được vì nhiệt độ của lò nướng thấp cái luồng gió đối lưu ở trong yếu còn nòn chiên và lồi chiên các bạn có thể rang à, cái rán đậu rán cá rán nam rán chả làm bánh quay gà quay vịt trên bộ trục 360 độ rất nhiều rất nhiều thứ đi kèm có lồng quay lồng đảo có thể là giã được cả đông giã đông rồi sấy khô hoa quả làm các món khô gà khô bò làm bánh làm trái nướng hoa quả vân vân nó làm được rất nhiều thứ và cái lồi trên không dầu và lò trên không dầu nó có thể thay thế cho được rất nhiều phụ kiện trong nhà bếp thay thế được cho lò lướng lò vi sóng chảo rán còn lò lướng thì không thể thay thế được cho lò vi sóng và chảo rán nhưng lồi trên không dầu thì có thể thay thế được mặc dù là cùng hoạt động trên một nguyên lý nguyên tắc nhưng cái lồi chiên và lò chiên thì nó ở thiết kế nó khác hơi khác khá là nhiều so với lò nướng để cho mọi người phân biệt được và trả lời câu hỏi là tại sao là lò nướng lò chiên không dầu và lò chiên không dầu nó khác nhau ở điểm gì về công năng về tính năng về giá thành và về chất lượng vân vân và lồi chiên thì là bây giờ thì là cũng khá ít người dùng còn lò chiên ý, lò chiên thì sẽ thiết kế theo cái kiểu dạng khá là giống lò lướng và ở dung tích của lò chiên thì sẽ cao hơn nòng nồi của lò chiên thì sẽ rộng 15 lít và tất cả các phụ kiện của lò chiên đa phần từ lòng nồi cho đến phụ kiện đều là inox e phụ kiện thì rất là nhiều có, trục quay 360 độ và rất nhiều cái vỉ lướng vỉ chiên để cho mọi người có thể phân biệt được à, còn hai hãng là Kibo này và Capen cũng như là hãng hai group thì họ đều có một cái điểm chung là bảng điều khiển và cái hình thức khá là giống nhau cho nên cái chất lượng mà thành được thành được đánh giá rất là cao ba cái hãng này thương hiệu này và trong đó thì thời điểm hiện tại thành được đánh giá cao nhất là cái thương hiệu capen capen à, lòng nồi của nó là lòng nồi inox 304 tinh khiết dùng nam châm không bắt còn các hãng còn lại bất kể một hãng nào thì dùng nam châm vẫn bắt nam châm bắt thì chứng tỏ rằng cái inox đó họ vẫn pha kim loại chứ không phải là inox mà 304 tinh khiết. Còn về phụ kiện cũng như chất lượng thì các hãng đa phần là vẫn thua Caben ở cái chế độ bảo hành. Ben họ bảo hành lên đến 24 tháng và ở cái bản mờ hàng xuất châu Âu EU ấy, thì như các bạn đã biết rồi, thị trường châu Âu EU họ rất là khắt khe trong cái chế độ chất lượng cũng như các cái thực phẩm của Việt Nam như cá tra, cá ba chỉ cần dư nhỏ lượng nhỏ một cái chất mà không đủ tiêu chuẩn thì bên châu Âu EU họ sẽ sẵn sàng trả về Việt Nam ngay cho nên cái bản châu Âu ấy thì ngoài cái phụ kiện nó nhiều hơn là cái bản của xuất hàng về Việt Nam thì nó cái tiêu chuẩn của bên châu Âu thị trường EU chắc chắn nó sẽ cao hơn Việt Nam và do đó thì thành được vẫn tự tin rằng cái bản kpen K15 cộng này cái bản xuất về châu Âu thì chất lượng của nó sẽ ăn đứt tất cả các cái dòng còn lại tại thời điểm hiện tại và ở cái giá thành khoảng 4 triệu thì chắc chắn là k là đang là vô địch thiên hạ rồi và sau khi đã kiểm tra tất cả các phụ kiện cùng với chức lăng của hai chiếc lò trên không dầu Capen K15 cộng bản xuất EU cùng với chiếc nồi trên không dầu Kipo KPAF 657 cái gửi về cho anh Đức Trinh ở Thanh Xuân Hà Nội Thanh Xuân Hà Nội chiều ngày 22 tháng 9 là bà gửi về cho chị Kiên Ngọc nga ở Duyên Hải Trà Vinh sau khi đã kiểm tra xong cái phụ kiện cùng với chức năng của hai chiếc lò này, tất cả mọi thứ phụ kiện đầy đủ và lò hoạt động ok hoàn hảo thì ngoài cái tem phía bảo hành của hãng ra, thì hãng Capen. phiếu bảo hành của Capen. À, địa chỉ trung tâm bảo hành của Capen là A24 BT1 khu đô thị Văn Quán Yên Phước phường Văn Quán quận Hà Đông thành phố Hà Nội. Hotline bảo hành của hãng kỹ thuật viên 0901754147. Và bên trong đây Phiếu bảo hành của Capen Rất là chuyên nghiệp Và đây là phía bên này thì Kibo thì họ sẽ in ngay trong cái cuốn sách Để tránh cái việc rơi mất Sách hướng dẫn sử dụng của Kibo đây, Phiếu bảo hành của Kibo Trung tâm bảo hành là địa chỉ km số 3 Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội Điện thoại 024 3554 3959 sau khi đã kiểm tra và ở ngoài tem cái bảo hành của hãng ra của cả Capen cũng như Kibo thì thành được sẽ có một cái giấy bảo hành mực đỏ phiếu viết tay và có ký tên đầy đủ địa chỉ số điện thoại. Một catalog đi kèm. Cũng có đầy đủ địa chỉ, số điện thoại và cuối cùng là thành được sẽ dán một cái tem bảo hành nữa ở phía sau thân máy có đầy đủ địa chỉ số điện thoại để chống cái việc hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng vì hiện nay trên thị trường thì rất nhiều bên bán hàng họ vì cái lãi suất vì tham vọng kiếm tiền mà họ đánh mất đi cái lương tâm của những người thợ những người mà am biết am hiểu và những người trong nghề họ là trà trộn vào những cái hàng kém chất lượng để họ ăn lãi suất cao cạnh tranh với những cái hàng chính hãng. Và thành được rất là mong muốn mọi người lên tìm hiểu những cơ sở Làm nâu năm, làm số lượng lớn, có uy tín Thì họ sẽ vì cái trách nhiệm, cái tên thương hiệu Mà gây dựng rất nhiều năm Họ sẽ làm việc chuẩn xác và chính xác Và với những bên họ làm lớn, ý, có hàng số lượng ý, Thì khi có cái lỗi sản xuất xảy ra ý, Thì họ sẽ đổi cho các bạn Một đổi một Trong thời gian nhanh nhất À, mọi chi tiết xin liên hệ thành được số điện thoại 094 987 3111 Zalo 097 280 2081 xem hàng trực tiếp tại địa chỉ Lam Sơn Minh Cường Thường Tín Hà Nội mọi thắc mắc khiếu lại về dịch vụ sản phẩm xin gửi về hòm thư điện tử email thành được 2807 1992 a.gmail.com với phương châm thành được luôn luôn đặt phương châm thành tín ở đầu thành là thành thật trung thực tín là uy tín tận tâm nhiệt tình trách nhiệm khi các bạn mua sản phẩm bên Thành Được nếu có xảy ra bất kỳ sai sót hay lỗi trục trặc, xin liên hệ ngay với hotline 0949873111 hoặc à Zalo video call 0972802081. Thành Được luôn luôn cố gắng xử lý mọi việc à lỗi phát sinh xảy ra nhanh nhất không quá 24 giờ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại. à nếu quan tâm đến những sản phẩm thiết bị điện và những review trung thực nhất, khách quan nhất, xin đăng ký kênh, subscribe và nhấn vào chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ kênh Thành Được. Xin chào và hẹn gặp lại!